Sáng ngày 30 tháng 1, tức mùng 6 tháng Giêng Canh Tý, tại khắp các quận huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý 2020. Với chủ trương trồng cây thiết thực hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương, gắn với bảo vệ môi trường, tránh hình thức, trong dịp này các quận huyện đều bố trí trồng các loại cây đã lớn có đường kính gốc trên 12 cm, cao trên 4 m như cây long não, sấu, phượng vĩ, xà cừ, kim giao. Trước đó, cây trồng được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tỷ lệ sống cao. Cây được bố trí trồng bổ sung trên nhiều tuyến đường mới hoặc đường mở rộng. Nhân dịp này, tại các phường xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng tổ chức Tết trồng cây với các giống cây từ nguồn kinh phí xã hội hóa.